ông Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc từ ngày mùng 10 tháng 5 và có sẽ sớm áp thêm là 325 tỷ đô la Mỹ các loại hàng hóa khác. Đây là một tuyên bố khá bất ngờ của ông Trump diễn ra trong bối cảnh mà chỉ vài ngày trước đó, hàng loạt quan chức của Mỹ cũng như Trung Quốc đưa ra các nhận định tích cực về vòng đàm phán áp chót diễn ra tại Bắc Kinh. Chính bản thân ông Trump cũng có những đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán và đặt kỳ vọng vào cuộc gặp cuối cùng diễn ra tại Mỹ. Hôm 8 tháng 5 tối trước khi diễn ra thượng đỉnh Mỹ, chung giữa ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tuyên bố bất ngờ của ông Trump cho thấy, cuộc đàm phán thương mại diễn ra tại Washington vào tuần này, sẽ không hề dễ dàng như mong muốn của người Mỹ. Bản trong câu chữ của ông Trump trên Twitter cá nhân cũng cho thấy, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc diễn ra với tốc độ quá chậm chạp, bởi họ luôn đề nghị tái đàm phán. Cuộc đàm phán thương mại giữa các quan chức Washington và Bắc Kinh dự kiến tiếp tục trong ngày 8 tháng 5 tới và là phiên đàm phán cuối cùng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nó diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump đang gồng mình để duy trì các thành tích kinh tế ấn tượng, trong khi chịu rất nhiều áp lực và nguy cơ mất lợi thế trước Bắc Kinh. Cuộc đàm phán Mỹ-Trung đang tới hồi kết, nhưng thế áp đảo không còn nghiêng về phía ông Donald Trump. Bắc Kinh đã có những nhiều thay đổi trong nửa năm qua, trong khi áp lực đối với ông Trump rất lớn. Sau phiên họp hai ngày căng thẳng đầu tháng năm, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã đưa ra quyết định vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25 đến 2,5% và không có ý định điều chỉnh trong tương lai gần, bất chấp tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó gây sức ép và kêu gọi các quan chức phép đảo ngược tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ và tiến hành cắt giảm lãi suất. Theo người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ Jerome Powell, đà suy yếu của lạm phát chỉ do những yếu tố mang tính tạm thời, transitory, và đây cũng chính là từ đã khiến thị trường chứng khoán và tài chính Mỹ cũng như một phần thế giới trao đảo. Trước đó, Giới đầu tư dồn dập suy đoán về khả năng thay đổi chính sách của Fed, sự suy yếu của chỉ số lạm phát ở xa dưới mức 2% và áp lực từ các ý kiến của các chuyên gia, cũng như của ông Donald Trump khiến nhiều người tin tưởng Fed sẽ phải hạ lãi suất ngay trong năm 2019, sau 9 lần tăng liên tiếp trong hơn 3 năm trước đó, một mức lãi suất thấp hơn được xem sẽ là điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn và mang đến những thành tựu lớn hơn cho ông chủ nhà trắng Donald Trump trong bối cảnh ông Trump đang chuẩn bị tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, kết quả chính sách tiền tệ giờ khá rõ ràng. Ông chủ phép đã gạt sang một bên những lo ngại về tỷ lệ lạm phát thấp của Mỹ. Trong năm 2018, ông Trump đã áp dụng mức thuế 25% lên 50 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc và sau đó là 10% lên 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa bổ sung. Các mức thuế trừng phạt này trước đó được dự kiến sẽ tăng lên 25% vào ngày mùng 1 tháng 3 nhưng ông trump quyết định hoãn lại khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra